Anh làm cái này à? Vâng, mình đang giám sát cho Tuyển. Ơ, được cái xin cấp điện chưa? Tuyển đang chạy xin cấp điện đấy. Kéo ra ngoài được. Kéo ngoài được. Chưa dán thì co. Tuyển đang yên nhất. Mẹ ớ là mẹ lợ. Nó làm ạ. Làm ăn chậm này. Có đấy phải. Thế chưa có lính yêu liếc gì à? Mới tháo được cái bít cửa. Chết rồi. Em ơi, em lấy cái đồ này có nhất. Tôi cho mẹ đội khác thi công đi. Chắc là đổi cho đội khác thi công. Cả tuần chưa bị giao thợ, chưa có đồ, chưa có đây làm cái gì, cấp điện thì làm cái gì đâu. Có đi thợ thế này sao đi chơi gì? Sao cái cửa thì phải có chuẩn bị đồ đấy, đập phá đấy, mọi thứ chứ. Phải có băng rôn, phải căng bạt vào đấy. Bây giờ vừa pin làm sao nó cho? Để này làm luôn. Đời thuê đúng cái bọn đất ơ này. Ra đéo mặc cả đồng nào rồi. Thời gian tiến độ làm gì còn nhiều đâu. Làm ăn thế này đi. Trời ơi. Cả tuần sau rồi bây giờ chuyển đi thi công cho người ta thì phải biết thừa này. Bây giờ thi công nó chưa đi làm này bao giờ. Em chưa làm cái thủ tục bên này. Cái này thì gọi ngặt gãy cái bọn ớt ơ này. Mà cả tuần giờ người cũng có một mống này, tháo được cái cửa để xuống lên là làm gì. Trời ơi. Không biết làm thì nhận làm cái gì. Nhận xong bây giờ trước khi ngày khởi công người ta phải khởi công rồi. Bây giờ không có điện thì được có ai đâu. Có điện thì là anh cái thằng chủ làm luôn à. Chết rồi. Đất ở này chết rồi. Đó, tin tưởng đây. Tin tưởng sử dụng người quen này. Chết rồi. Bây giờ thi công cả tuần thì chưa tháo đúng một cái cửa. Xong đến hôm nay phải bảo sờ điện, nhưng hôm qua sáng qua đến thì phải có điện hay không, phải biết chứ. Thi công kiểu gì mà cầm cái tô vít tháo được đúng một cái cửa này. Thế bây giờ để đập phá hay cắt tuyết thì cũng phải có máy, phải có thiết bị, phải có mọi thứ chứ. Bây giờ có điện em chuyển bên thì sao? Thế sao không chuyển, thế sao phải có điện làm luôn? Sao lại phải có điện mới chuyển ra như nào? Thôi cho được khác làm đi. Thôi bà mày nghỉ đi. Tháo đúng cái cửa đưa ra giả khóa đấy. Khóa nhà đâu. Làm ăn này thì làm cái gì. Người ta cần tiến độ. Bây giờ không kịp tiến độ làm sao mà lấy được tiền của chủ đầu tư. Bây giờ không kịp thì làm sao mà lấy tiền của chủ. Bây giờ nó chỉ còn một tháng thôi, mọi người hiểu chưa? Phải làm kịp thì mới đấy đấy. Bây giờ cái chỗ này hoàn thiện là chủ đầu tư người ta phải trả cho hết 1 tỷ, người gọi 800 mấy chục triệu, mọi người hiểu chưa? Không phải khó ở mà các bạn hiểu không? Bây giờ thi công nhà nó còn có một tháng, hơn một tháng nữa là phải. Em sẽ làm cho mọi người. Mày đi mày giới thiệu cho người nhà mày, nó chưa làm cái công trình này bao giờ. Điện thì đã biết cấp, bây giờ trong bên thi công không có một cái gì, có đúng một cái tô vít. Mấy một thằng này làm cái gì? Xin nhưng đi. Bây giờ khi làm cái gì phải có đầy đầy đủ thiết bị mới có mọi thứ ở đây mới làm nổi chứ. Trong nhà có một cái tô vít, bây giờ có điện thì bây giờ có điện xong làm được cái gì đâu? Đi về.
mất tiền nhưng người ta làm xin đéo đâu, mà bây giờ đưa bao nhiêu tiền cho người ta mặc cả, không mặc cả 1.000 nào cả. Bảo ứng bao nhiêu ứng một lửa thì cũng ứng ra một lửa tiền. Không mặc cả một cái gì hết. Này nó. Điên thật đấy. Mọi người có hiểu không? Nhà cửa thi công thì nó còn một tháng phải bắt buộc phải bàn giao mọi người chưa? Nếu mà mình không kịp bàn giao là chủ đầu tư người ta không nghiệm thu, người ta không cho mình, giả cho mình 800 mấy chục triệu. Mọi người hiểu chưa? Đưa bao nhiêu tiền ra cũng không mà cả 1.000 nào cả. Ứng bao tiền ứng một lửa cũng ứng cho một nửa. Mình đã cầm tiến độ rồi. Ức chế kinh khủng luôn ấy. Ăn nó cứ nhờ vả dính vào người nhà người quen này. Thi công này, gặp ngay cái đéo biết cái gì về Vin gì cả. Thi công thì bây giờ ít nhất thì cái vấn đề mà không có điện thì nhà mới thì là nhà làm gì có nhà nào có điện. Mẹ nó làm cái việc gì phải buổi sớm phải làm cho xong. Mất hết cả thời gian. Bạn không ức chế cái gì bạn? Thế là bây giờ làm một tháng mà nó không, bây giờ làm một tháng nhá mà nó không kịp thì tầm sao mà tôi là chủ đầu tư nó nghiệm thu mới lấy lại tiền. Bạn hiểu chưa? Nó không phải là làm nhà dân bình thường, nó không phải là làm lúc tao thích xong thì xong, bạn hiểu không? Phải xong phải kịp ngày. Làm ăn với Vin nó không giống như làm nhà cho nhà mày đâu. Làm nhà cho nhà mày có thể chậm thêm 5-10 ngày được, nhưng mà Vin có một tháng để nghiệm thu mà không kịp thì không bao giờ làm kịp. Bây giờ nó nhận công trình thì nó phải cho lính, cho quân, cho thiết bị, cho máy móc, cho mọi thứ đến để chuẩn bị, đúng không bạn? Nếu có một cái gì cả luôn nhưng bây giờ sang còn lại còn bảo là bây giờ có điện thì mới chuyển đồ đến. Thế tại sao cái thời gian đang cấp điện thì không chuyển đồ đến sẵn đi, có điện vẫn là làm luôn. Mẹ nó điên. Làm ăn với anh có mặc cả 1.000 nữa đâu. Không mặc cả 1.000 một xu nào cả. Đưa bao bảo bao nhiêu tiền giả bấy nhiêu. Bảo tiền gì giả, bảo lấy bao nhiêu cũng được. Mẹ làm ăn. Ê à, ê à. Chắc lại đéo giả tiền lương cho thằng công nhân nào. Đéo có thằng nào đi làm. Mai cái chậm ai chịu, bạn hiểu chưa? Làm ăn thì nó về phải... làm đéo có trách nhiệm, điền hết cả mình thì phải tìm chỗ khác điền gì nữa. Các bạn không hiểu nó ức chế đâu, các bạn hiểu chưa? Đây là mình đã dục, đã biết mọi thứ rồi.